thì cũng là cái bắt đầu giai đoạn cái mùa bệnh hô hấp hàng năm, thì tầm khoảng từ tháng 8 tháng 9 cho tới khoảng gần cuối năm và quý 4 của năm thì cái mùa bệnh hô hấp cũng gia tăng giống như theo một cái quy luật rồi, hàng năm đều vậy hết. Thì cái lượng bệnh của ở tại bệnh viện về bệnh lý hô hấp cũng giống như ở tại khoa, nó riêng ở khoa thì cũng đang gia tăng. Thì ở tại khoa thì chủ yếu là các mặt bệnh là nhận là từ cái bệnh lý viêm đường hô hấp dưới, ví dụ như là viêm phổi, viêm tiểu phế quản, bội nhiễm, hen, viêm phế quản phổi vân vân. Thì với cái tình hình hiện tại so với là cái mùa mà không phải là gọi là mùa bệnh hô hấp á, của trẻ em á, thì tới thời điểm này tăng khoảng 30-40% và cũng giống như các cùng kỳ của mọi năm. Năm nay thì cái diễn tiến của bệnh hô hấp, thứ nhất là thời điểm mà có bắt đầu mà vào cái tỷ lệ mà bệnh hô hấp nhiều á thì nó cũng trễ hơn, cho nên là và cái thứ hai có thể mùa mưa cũng kéo dài nữa, và chính vì vậy cho nên thay đổi cái thời tiết như vậy thì cái tỷ lệ mà trẻ mắc bệnh hô hấp nó cũng sẽ dây dưa và kéo dài, có khả năng là vào đến khoảng cuối năm nữa. Thật ra năm nay thì cũng nãy cũng có nói rồi, cái này là một cái quy luật chung, đến cái mùa vào khoảng cuối năm thì đó là bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em thì gia tăng ở đây là nó cũng giống như là mỗi năm thôi chứ cũng không có thay đổi gì hết, và cái tỷ lệ phần trăm mà gia tăng trong cái mùa này cũng như tôi nói là khoảng 30-40%, cũng không phải là một cái mang tính chất gì nó đặc biệt hơn. Thật ra nếu mà chúng ta mà để mà bệnh lý đường hô hấp mà như trẻ mà phải nhập viện rồi phải điều trị những thuốc kháng sinh mà phải tiêm hoặc là đường truyền thì cái nguy cơ diễn biến nặng cũng tăng, chắc chắn là cũng tăng theo tỷ lệ thuận thôi. Thì chính vì vậy để đừng để nhập viện thì các quý vị phụ huynh cũng nên lưu ý, thứ nhất là ở nhà cũng cho trẻ uống nước ấm, uống bù đủ nước, uống thêm nước trái cây, bổ sung trái cây thêm cho trẻ. Cái thứ hai nữa là cái môi trường trẻ sinh hoạt, sinh sống hoặc là chơi thì phải thật là sạch sẽ. Thứ ba nữa đó là khi mình ra ngoài ra ngoài đường hay là đến những nơi công cộng mà có khói bụi hoặc là có thuốc lá vân vân thì cũng nên sử dụng khẩu trang cho trẻ. Cái điều đó là một cái điều mình cần phải giữ cho trẻ trong cái thời điểm này, bởi vì trẻ em là một cái cơ thể với cái hệ miễn dịch còn chưa có hoàn thiện, cho nên là chính vì vậy rất là dễ nhiễm bệnh, đặc biệt vào những cái mùa bệnh này. Và lưu ý thêm một điều nữa đó là khi mà trẻ có những cái triệu chứng của bệnh đường hô hấp, cho dù nhẹ, ho, hắt hơi, sổ mũi hay không sốt hay là như thế nào đó, thì quý vị phụ huynh cũng nên lưu ý là phải đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa về nhi để được thăm khám, để từ đó bác sĩ có cái chẩn đoán cũng giống như là cái điều trị kịp thời, nhằm tránh những cái trường hợp là mình để bệnh nặng rồi bắt đầu phải nhập viện thì nó kéo theo một cái hậu quả rất là nặng nề. Thì thật ra thì cái vấn đề mà trẻ mà nhập viện thì có rất là nhiều đối tượng. Thứ nhất là cũng có những trường hợp là ở nhà mình cũng không có đi khám, không có đi thăm khám khi trẻ có triệu chứng, đến khi diễn biến nặng thì nhập viện, thì lên khám ở tại bệnh viện thì đã có chỉ định nhập viện. Cái thứ hai cũng có một phần là cũng đã điều trị ở bên ngoài nhưng mà diễn biến điều trị đáp ứng kém với những cái điều trị ngoại trú thì cũng có chỉ định nhập viện. Nói chung cũng khá là nhiều những cái đối tượng mà khi mà nhập viện ở tại bệnh viện cũng như là tại khoa hấp. Cái trường hợp thì có sử dụng thuốc, nói nôm na là thuốc chung ở mua tại nhà thuốc, ở tại các phụ huynh cũng có. Thì chúng tôi cũng ghi nhận thì cái vấn đề là tốt nhất thì như là cái lưu ý của tôi dành cho các quý vị phụ huynh hoặc là người chăm sóc cho trẻ trực tiếp á, thì khi có bệnh, khi có triệu chứng bệnh thì cũng nên đưa đi khám đến bác sĩ chuyên khoa để mà được thăm khám, để được chẩn đoán cho chính xác và tránh bỏ sót những cái bệnh nặng. Tới thời điểm hiện tại thì và cũng hàng năm thôi, cái kế hoạch của khoa cũng giống như kế hoạch của bệnh viện nói chung thì cái vấn đề về nhân sự, về vấn đề về cơ sở vật chất, về trang thiết bị vân vân mọi thứ thì chúng tôi cũng chuẩn bị đã sẵn sàng để đón cái mùa bệnh rồi. Cho nên là cái vấn đề mà bệnh nhân mà để mà không có điều trị kịp thời thì cũng không phải. Cái thứ hai là ở tại bệnh viện thì cũng đã có một cái kế hoạch đối với những cái bệnh lý mà viêm đường hô hấp mà thông thường thì hoặc là mức độ nhẹ và mức độ trung bình thì có thể nằm ở các khoa nội tổng hợp và các khoa nội khác, chứ không phải chỉ riêng hô hấp chúng tôi nhận bệnh hô hấp.
Chính vì vậy cho nên cái việc quá tải ở tại khoa tới thời điểm này thì cũng không phải, và việc chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc hô hấp thì vẫn đảm bảo đầy đủ.